Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bà con cái giá của con chuồn mốc và cái giá thu mua, giá xuất ra những thời gian qua từ trước đến nay và giá hiện tại để bà con nắm bắt được cái thị trường cơ bản để chúng ta quyết định đến cái việc đầu tư nuôi con đặc sản này. Chăn nuôi động vật hoang dã hiện nay đang rất phát triển. Chăn nuôi đem lại lợi nhuận cao so với chăn nuôi các loài động vật thông thường như trâu, bò, lợn, gà. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu và nghe anh Lê Văn Lâm chia sẻ về giá bán chuồn mốc của có địa chỉ tại thôn 2, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngoài cơ sở chăn nuôi tại Thanh Hóa, anh Lâm còn có cơ sở chăn nuôi ở Thái Nguyên, đó là hợp tác xã chăn nuôi nhân giống và bảo tồn động vật ở xóm Bình Long, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương. Chia sẻ về giá bán thương phẩm của chuồn mốc, anh Lâm cho biết giá thu mua chuồn mốc cách đây khoảng 6-7 năm chỉ dao động từ 1 triệu 2 đến 1 triệu 600 nghìn trên 1 kg. Đến năm nay giá thu mua đã lên tới 2 triệu đồng trên 1 kg, có thời điểm lên đến 2 triệu 500.000 đồng trên 1 kg. Như bà con đã biết, chi phí thức ăn nuôi chuồn chỉ dao động từ vài nghìn đồng trong một ngày, nên với mức giá bán thương phẩm như trên sẽ cho lãi rất cao. Con chuồn mốc được mà dân ta nuôi rất là nhiều và đại trà rồi. Cách đây khoảng tầm 5-7 năm, con chuồn mốc này nó đang nằm ở trong cái diện là động vật hoang dã thông thường. Nhưng hiện nay con chuồn mốc đã được xếp vào sách đỏ từ năm 2019. Và lý do nó được xếp vào sách đỏ là do nó đã khan hiếm và khai thác cạn kiệt. Chúng ta săn bắt quá nhiều. Và khi nhà nước xếp nó vào động vật 2B nhằm mục đích để chúng ta có thể nhân đàn nó lên và tự sản xuất được để bán ra thị trường, cung cấp được cho các nhà hàng chứ không cho chúng ta là đi săn bắt. Cách đây khoảng tầm 5-7 năm, con chuồn này giá thu mua từ thị trường của nó thì rơi vào khoảng tầm 1 triệu 2 đến 1 triệu 6 1 kg. Thì hiện nay nó đã lên đến mức là trên dưới 2 triệu đồng 1 kg. Có những thời điểm mà ví dụ 30 tháng 4 này, 29 này, lễ Vua Hùng rồi những cái ngày mà đặc biệt của đất nước là sức ăn uống của người Việt ta rất là lớn. Con chuồn lên chúng tôi xuất lên đến 2 triệu rưỡi 1 kg. Và giá thu mua của chúng tôi mà cái lúc xuất ra thì lúc luôn bình ổn so với cái mức là 10 đến 20% khi chúng ta xuất ra. Ví dụ như hiện nay chúng tôi đang xuất ra 2 triệu đồng 1 kg thì chúng tôi đang mua cho bà con vào một giá 1,8 triệu trên 1 kg. Thì chúng tôi đang trích 10% lợi nhuận. Khi chúng tôi ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho bà con trong vòng 10 năm nhằm mục đích là kích cầu cái việc là đảm bảo cho bà con có cái nơi yên tâm để bán ra. Còn nếu bà con không bán cho chúng tôi, bà con phải bán bất kỳ cho một người khác nào giá hơn. Hiện nay bà con đang phân vân không biết nên chăn nuôi con chuồn hương hay con chuồn mốc, thì anh Lâm cho biết sức chịu lạnh của con chuồn hương kém hơn so với con chuồn mốc, nên con chuồn hương được chăn nuôi chủ yếu ở khu vực miền Nam với khí hậu ấm áp, còn đối với con chuồn mốc dễ thích nghi với thời tiết lạnh và có sức đề kháng bệnh tật tốt, nên con chuồn mốc được bên anh chăn nuôi chủ lực ở khu vực miền Bắc. Anh Lâm bật mí, giá chuồn mốc hiện tại bên anh xuất ra là từ 15 đến 30 triệu đồng trên một đôi, đã được tiêm vaccine đầy đủ. Bà con nào muốn mua chuồn mốc giống, hãy liên hệ qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình để được báo giá cụ thể hơn. Thì theo tôi, với rất nhiều năm kinh nghiệm chăn nuôi cái động vật hoang dã, thì chúng ta cũng phải xét đến là cái khí hậu của con này nó phù hợp với từng loại. Đối với con chuồn hương thì nó sẽ không chịu được lạnh và thường nó sống ở cái môi trường là nhiệt đới và nó chịu được cái khí hậu mưa, gió và nắng chứ không chịu lạnh. Thì khi chúng ta chăn nuôi con chuồn hương này tại miền Bắc rất là khó. Chính vì vậy, hiện tại ở hợp tác xã chúng tôi và công ty của chúng tôi thì chủ đạo vào con chuồn mốc. Tại vì con chuồn mốc này nó là động vật bản địa ở miền Bắc, vào các cái mùa đông hay giá rét thì cái sức chống chọi với bệnh tật của nó sẽ cao gấp nhiều lần so với con chuồn hương. Và hiện nay thì tất cả những cái con chuồn của chúng tôi khi mà xuất ra thì đều được tiêm vaccine đầy đủ. Và để mà tiêm được vaccine ấy, thì con chuồn chúng tôi nó phải đạt trọng lượng từ 2 kg thì chúng tôi mới bắt đầu tiêm vaccine. Và cái giá của con chuồn mốc khi chúng tôi xuất ra hiện tại cho từ 15 cho đến 30 triệu đồng. Về kỹ thuật chăn nuôi chuồn mốc hàng ngày, anh Lâm chia sẻ, chúng ta có thể cho chuồn ăn 2 bữa hoặc 1 bữa tùy thuộc vào điều kiện của người chăn nuôi. Tuy nhiên, đối với chuồn thương phẩm nên chia làm 2 bữa, đó là bữa sáng và buổi tối.
Cụ thể cho chuồn ăn như thế nào là tốt nhất? Mời bà con theo dõi anh Lâm chia sẻ dưới đây hoặc liên hệ theo số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình để được tư vấn cụ thể hơn. Nếu mà chúng ta có điều kiện, chúng ta sẽ chia thành hai bữa. Còn những người mà nuôi không có thời gian điều kiện, chúng ta chỉ cần một bữa thôi. Đối với con chồn mà nó là chồn thương phẩm thì chúng ta chia làm hai bữa cho nó. Một bữa con là bữa sáng, một con là bữa tối. Thì nếu bữa sáng đây là bà con có thể cho ăn rau củ quả, nhưng hạn chế cho ăn những cái đồ chín quá. Ví dụ nhiều người ấy, mua cái loại chuối đã chín mà vỏ nó đen đi rồi, hoặc là những hoa quả nó hỏng rồi mà cho ăn vào buổi sáng ấy, là nó sẽ bị đau đường ruột. Và có những người vừa mới bắt cầy về, trong vòng khoảng tầm chục ngày đầu lại cho ăn quá nhiều hoa quả, đâm ra là đường ruột nó bị tổn thương, nó cũng bị hỏng đường ruột và tiêu chảy. Chính vì thế cái lượng hoa quả chúng ta cho ăn nó ở mức vừa phải. Mà tốt nhất nếu bà con có quan tâm đến cái việc cho ăn như này thì chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ. Thì theo tôi thì chúng ta nên trộn chuối vào trong thức ăn là cháo đấy, trực tiếp luôn. Khi mà chúng ta múc cháo ra bát chẳng hạn, chúng ta trộn chuối vào đấy chúng ta cho ăn thì nó sẽ đảm bảo được là con chồn của chúng ta nó khỏe về đường ruột. Và cái buổi chiều ấy thì chế độ ăn của con chồn to con chồn bé nó cũng khác nhau. Thường thì nếu một con chồn bé khoảng tầm dưới 2 kg thì chúng ta cho ăn một bát con cháo. Còn nếu con chồn to 5-6 kg chúng ta cho ăn 2 bát con cháo. Còn khi một con chồn sinh sản đã vượt quá 6 kg chúng ta lại hạ cái lượng thức ăn xuống, chúng ta chỉ cho một bát con thôi, chúng ta không cho nhiều nữa. Và đặc biệt là vào mùa đông thì cái mùa lạnh ấy, xuân, mùa thu, mùa đông là những cái mùa đấy nó hay có hiện tượng là tích mỡ của con chồn mốc. Nếu chúng ta mà cho ăn nhiều quá là nó sẽ béo và nó không sinh sản và không đủ được. Chúng ta nên chọn những con có bình dài, bụng thon, lồng mượt, đi lại nhanh nhẹn, không nên chọn những con quá béo, vì đối với những con cái quá béo thì sau này sẽ sinh sản kém, còn đối với con đực thì sẽ phôi giống kém. Cái hình thể để chúng ta chọn chồn thì chúng ta nên chọn những con chồn là người nó thon, bụng nó không xệ và lông nó mượt. Đấy. Còn nếu chúng ta mà chọn những con ấy mà mắt kém, mà mắt có nhữ hoặc ngồi co ro xù xì rồi kiểu gầy nhơ xương hoặc là những con béo quá thì những con đấy nó không đạt tiêu chuẩn để chúng ta có thể là nuôi thành hàng giống. Và chúng ta đừng tham chọn những con chồn cái là những con to. Nếu chồn cái mà chúng ta chọn con to thì sau này đẻ sẽ kém và động lực tỷ lệ thành công nó sẽ kém hơn so với những con người thon gọn và dài. Còn con chồn đực thì nhất quyết là chúng ta phải chọn con to. Hoặc tôi cũng bật mí luôn bà con, nếu chúng ta muốn chắc đét nhất thì ví dụ ta chọn con chồn cái là 2 kg thì chúng ta bắt con chồn đực 3-4 kg càng tốt. Con chồn đực mà có cái tỷ lệ ví dụ như nó tuổi đời nó cao hơn cái con chồn cái khoảng tầm 6 tháng đến 1 năm thì sau này tỷ lệ phối nó sẽ cao hơn. Sau khi con cái động đực thì con đực phối cũng sẽ cao hơn rất là nhiều, tỷ lệ đầu thai rất là cao. Như đã nói ở phần đầu của video, khi cung cấp con giống ra, công ty của anh Lâm đều bảo hành sức khỏe chồn giống trong vòng 10 ngày. Nếu con nào ốm yếu thì bên anh sẽ hỗ trợ điều trị hoặc đổi con giống khác. Hơn thế nữa, công ty còn bảo hành về sinh sản. Nếu con giống xuất ra cho bà con trong vòng 2 năm mà sinh sản kém thì anh sẽ hỗ trợ đổi con khác cho bà con. Tiếp nữa là công ty sẽ ký kết hợp đồng bao tiêu trong vòng 10 năm với mức giá ưu đãi nhất. Ngoài ra bên công ty còn hỗ trợ đầy đủ kỹ thuật chăn nuôi từ khi mua con giống cho đến khi nuôi sinh sản thành công. Để được liên kết chăn nuôi, quý bà con hãy liên hệ qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình và đến trực tiếp tại trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn nhân giống và bảo tồn động vật tại thôn 2 xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa tìm hiểu, học hỏi chi tiết hơn. Những con chồn này chúng tôi xuất ra đều được bảo hành trong vòng 10 ngày. Nếu mà trong vòng 10 ngày đấy, nếu con nào nó không may bị ốm đau bệnh tật hoặc là nó có vấn đề gì đấy thì bà con phải liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi để trực tiếp đem đến trang trại chúng tôi để được điều trị và đổi con khác. Còn nếu trường hợp mà không may nó chết thì chúng tôi sẽ hướng xử lý là đổi con khác cho bà con. Còn về cái bảo hành sinh sản thì hiện nay tại hợp tác xã và công ty chúng tôi, tại tất cả những cơ sở, những con chồn khi xuất ra trong vòng 2 năm, những con cái nào sinh sản kém thì chúng tôi sẽ hỗ trợ đổi con khác cho bà con. Về
cái mặt gọi là bảo hành sinh sản cho bà con. Còn về bao tiêu ấy thì tôi cũng nói ngay từ đầu rồi, những con chồn của chúng tôi đều được bao tiêu và ký hợp đồng với công ty chúng tôi trong vòng 10 năm, và giá của thị trường chúng tôi đang hỗ trợ cho bà con là cái giá sát sườn với cái giá chúng tôi bán ra. Tức là khi chúng tôi xuất ra cho nhà hàng 2 triệu một cân thì chúng tôi mua cho bà con 1 triệu 8 một cân. Với một cái giá rất là đẹp như thế thì chúng ta đảm bảo được là khi mà nuôi ra chúng ta không phải tốn một cái khâu đi tìm đầu ra gì cả. Chúng ta chỉ việc chăn nuôi thôi. Và ngược lại thì khi bà con mua con giống về đều được chúng tôi hỗ trợ kinh nghiệm trong quá trình chăn nuôi từ A đến Z. Ví dụ như con chồn vừa mới bắt về thì chúng tôi sẽ có quy trình cho bà con trong lúc vừa mới bắt về làm thế nào để đảm bảo sức khỏe trong những ngày đầu để giúp cho con chồn khỏe mạnh. Và cái thời gian sau con chồn lên giống hay là sinh sản hay là giao phối thì có những chế độ thức ăn và cách phòng bệnh riêng thì chúng tôi sẽ trực tiếp hỗ trợ cho bà con qua điện thoại. Nếu bà con cứ gọi trực tiếp cho tôi.